Ông Yến nó ông Yến chị nó quay suốt cho tao làm buộc cái bầu gội luôn á. Em cũng quay à. Ừ, đó là đưa đút rồi nè, ai anh buộc ấy cho. À, quay bướng luôn. Quay bướng luôn hả? Quá ghê rồi. Ha? Quay xuống cái dạng dưới không? Lấy con vô không nổi. Đâu. Mấy nó khùng chết mẹ. Cái cây chưa muốn hoàn thành rồi lại nẻ cái đó đi. Đó, nẻ. Lát tôi quên được. Bó cái nào anh được? Hả? Bó cái nào anh? Ăn đến nó quên qua anh làm bột cái cho nó lát bột cái kia luôn cho nó. Cái đó lên đâu hả? Hả? Cái đó đem đâu hả? Bó bứng đứng đấy chứ bây giờ bứng đứng giờ anh đâu có biết bây giờ nó vào ừ. Giờ để mưa gió làm để ngoài xong dám để còn nấu gì hay bứng bộ bự mà mỏng có hai tấc này chứ cái gì dù không thuốc không đi nó nhỏ mà đứng ngoài có chỗ đứng mà đọt ừ, có chỗ đứng không có ngoài hai ba tiếng có hết rồi mà hết mày ừ, này tôi nghe nè. Rất mày mơ tưởng bằng hết lâu quá cái thu không lẽ mấy ông mày mua mày này ta rồi giờ rồi để con nước anh về anh dựng anh buộc không mà bữa Yến nó sổ nó làm giảm chất lượng rồi đó phải không giảm chất lượng là sao quay cái cổng đẹp lắm ờ à, cái cổng thì đẹp ờ cổng đẹp nhưng mà cái quay nó bị nhẹ ừ. Ui cổng rồi xong không? Ừ, bà không yến quỳ con của anh cũng suốt cái hết nguồn vậy cho nấm này nè cứ lâu nấm nhặn dằn dằn bứng luôn cây đó đi cây đó đừng nào con vô lại cho mình tầm luôn nó nổi.